Tôi xin đọc một câu ở trong kinh Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya. Đây là lời của Bụt. Tôi không thấy một pháp nào khác có thể đưa tới sự bất lợi lớn này các thầy, như là cái tâm mình không có tu tập. Khi tâm không có tu tập, một cái tâm mà không có tu tập thì đưa đến những cái bất lợi rất lớn. Này các thầy, tôi không thấy một pháp nào khác lại đưa đến sự lợi ích lớn như là một cái tâm được tu tập. Một cái tâm được tu tập, này các thầy, có thể đưa đến lợi ích rất lớn. Tôi không thấy một pháp nào khác, này các thầy, tôi không thấy một pháp nào khác có thể đưa đến sự bất lợi lớn như là tâm không được hộ trì, không được phòng hộ, không được điều phục, không được tu tập, không được bảo vệ. Nếu tâm không được điều phục, không được hộ trì, không được phòng hộ, không được bảo vệ, thì tâm có thể đưa đến sự bất lợi lớn. Này các vị khất sĩ, tôi không thấy một pháp nào khác có thể đưa đến lợi ích lớn như là một tâm được tu tập, được điều phục, được hộ trì, được bảo vệ. Tâm được tu tập, được điều phục, được hộ trì, được bảo vệ, có thể đưa đến lợi ích lớn. Trong những cái đoạn kinh này, Bụt nói một điều rất là đơn giản, là cái tâm của mình đó, mà nếu mình không có tu tập, nếu mình không có luyện cái tâm của mình, không có tu cái tâm của mình, thì cái tâm của mình nó sẽ đem lại những cái bất lợi, những cái khổ đau cho mình và cho người xung quanh. Nếu cái tâm mình mà mình biết tu tập, biết luyện tập, biết bảo vệ, biết phòng hộ, thì cái tâm đó nó đem lại rất nhiều lợi lạc, rất nhiều hạnh phúc cho mình và cho những người xung quanh. Vì vậy cái tâm của mình đó, mình phải tu tập nó, mình phải luyện tập nó, mình phải bảo hộ nó. Bụt có nói đến một cái loại cây, có lẽ là cây mây. Mây là một cái loại cây dây ở trên rừng, và người ta sử dụng để làm những cái bộ bàn ghế, ghế mây. Tại vì cái cây mây nó dễ uống, mềm, nhu nhuyễn, có dễ uống, có thể uống lại để làm những cái ghế, những cái bàn dễ dàng. Buộc vậy, ta không thấy một pháp nào khác lại có thể vận chuyển nhẹ nhàng, lại có thể được điều phục như là tâm. Và vì vậy cho nên, nếu chúng ta tu tập thì chúng ta có thể uốn nắn cái tâm, chúng ta có thể vận dụng cái tâm một cách dễ dàng, như là chúng ta uốn nắn và sử dụng những cái sợi mây. Trong các loài cây, cây mây được xem như là thứ nhất về mềm dẻo, nhu nhuyễn và dễ sử dụng. Tôi không thấy một pháp nào lại nhu nhuyễn hơn và dễ sử dụng hơn là một cái tâm được tu tập, được hộ trì, được bảo vệ.
Bởi vì vậy cho nên buộc dạy là cái tâm mình, mà nếu mình cứ để như vậy thì mình dùng nó không được, và nó đem lại những cái bất lợi cho mình, những cái đau khổ cho mình và cho người khác. Còn nếu mình biết uốn nắn cái tâm mình biết tu tập cái tâm mình, thì tâm mình trở nên rất là mềm dẻo, rất là nhu nhuyễn. Và mình có thể sử dụng được tâm để làm hạnh phúc cho mình và cho người khác. Tuần trước chúng ta đã học về hai tâm sở, dục và thắng giải. Hai tâm sở đầu của năm tâm sở biệt cảnh. Bây giờ chúng ta học tiếp về ba tâm sở kế, tức là niệm, định và tuệ. Và niệm, định, tuệ tức là cái phương pháp tu tâm, cái phương pháp và uốn nắn tâm, cái phương pháp luyện tâm để cho tâm trở thành nhu nhuyễn, để cho tâm có thể trở thành trong suốt và có thể đem lại hạnh phúc cho mình và cho những người xung quanh mình. Dục, chúng ta biết rằng dục là cái muốn của chúng ta. Chúng ta muốn gì chúng ta phải biết. Rồi thắng giải là chúng ta đã nhận diện được, chúng ta đã gọi tên được cái mà ta tiếp xúc, cái mà ta muốn. Bây giờ niệm, định và tuệ. Niệm mình dịch là mindfulness. Mind tức là cái tâm của mình. Full đó, tức là nó có đầy. Còn ness là cái sự có mặt, có sự đầy của tâm, tức là cái tâm nó ở tại đó. Trong đạo Nho nó có cái danh từ tâm bất tại. Tức là cái tâm của mình không ở nơi cái chỗ đó. Mà chỗ đó là chỗ nào? Theo cái thấy của đạo Bụt á, cái chỗ đó là cái bây giờ và ở đây. Vậy thì mindfulness là niệm á, tức là cái tâm nó trở về cái giờ phút hiện tại. Và giờ phút hiện tại cố nhiên là nói về thời gian, mà thời gian luôn luôn nó mang theo cái không gian. Cái bây giờ nó mang theo cái ở đây. Ở trong đạo Nho anh ta nói tâm bất tại yên, thị như bất kiến, thính như bất văn, thực như bất tri kỳ vị. Nghĩa là khi mà cái tâm của mình không có ở đó, đó là ở đây, bây giờ ở đây, thì mình nhìn mà mình không thấy, mình nghe mà mình không nghe, mình ăn mà không biết mùi vị. Thị như bất kiến, thính như bất văn, thực như bất tri kỳ vị. Vì vậy cho nên là trong đạo Nho người ta cũng có nói cái đó. Đó là trường hợp tâm bất tại, là cái tâm của mình không có mặt. Vì vậy cho nên chánh niệm là tâm tại. Hôm Chủ nhật tuần trước đó, chúng ta đã nghe bằng tiếng Anh về cái công dụng của chánh niệm.
là chúng ta không có thể lặp lại được. Chúng ta chỉ nên nhắc lại cái câu chính là cái chánh niệm nó có thể đem lại sự chuyển hóa cho bất cứ một cái gì ta tiếp xúc. Khi mà chúng ta tiếp xúc với chánh niệm, với trời xanh bằng chánh niệm thì trời nó xanh hơn, nó đẹp hơn. Trời nó đã xanh rồi, cây đã xanh rồi, nắng đã ấm rồi. Nhưng mà nếu ta dùng chánh niệm để mà tiếp xúc thì trời nó xanh hơn, cây nó mướt hơn và nắng nó ấm hơn. Còn khi mà cái đối tượng nó có hàm chứa khổ đau, mà nếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta tiếp xúc nó với năng lực của chánh niệm, thì chúng ta có thể làm vơi bớt cái niềm khổ đau nó có ở trong cái đối tượng đó. Ví dụ như một con mèo nó bị thương, mà chúng ta tiếp xúc với con mèo bằng chánh niệm thì con mèo nó bớt khổ đau. Em bé cũng vậy, người thân cũng vậy. Nếu chúng ta dùng cái năng lượng chánh niệm mà ôm lấy cái người đó thì tự nhiên những cái khổ đau ở trong đó nó được vơi bớt. Và chúng ta cũng học rằng chánh niệm nó mang theo trong nó cái năng lượng của sự hiểu biết, tức là tuệ, và cố nhiên là của sự thương yêu. Khi mà mình hiểu được rồi thì tự nhiên mình chấp nhận được và mình thương được. Đây là một cái điều mà mình phải lặp đi lặp lại hoài mỗi ngày. Là nếu mình không có thương được là tại vì mình chưa hiểu. Nếu mình hiểu được rồi thì mình có thể thương. Đối với những kẻ giết người, đối với những người tàn bạo thì thường thường người ta khó thương. Nhưng mà nếu chúng ta có thể hiểu được những cái nguyên do sâu xa, cái hoàn cảnh trong đó người đó đã được sinh ra, lớn lên và huấn luyện, thì chúng ta hiểu tại sao con người đó đã gây những cái khổ đau như vậy. Và tự nhiên cái tình thương nó trào dâng lên và đột nhiên ta có thể thương được người đó. Vì vậy cho nên chúng ta phải tự nhắc là cái tình thương đích thực nó được làm bằng cái chất liệu gọi là hiểu biết. Cái từ bi nó được làm bằng chất liệu trí tuệ. Cho nên không có trí thì không có bi. Tình thương chân thật nó được làm bằng sự hiểu biết. Nếu không được làm bằng sự hiểu biết thì cái tình thương đó dầu có mạnh đến cách nào nó cũng không phải là tình thương đích thực. Đó là giáo lý của Bụt. Bi được làm bằng trí. Nếu không được làm bằng trí thì cái đó không phải là bi. Tình thương đích thực được làm bằng sự hiểu biết. Nếu không có sự hiểu biết thì tình thương đó không phải là tình thương đích thực. Vì vậy cho nên niệm nó chứa đựng tuệ ở trong đó, và nó chứa đựng từ bi ở trong đó. Và vì vậy cho nên khi mà có niệm, chúng ta chuyển hóa tất cả, chúng ta làm cho cái khung cảnh nó sáng lên, nó đẹp lên, nó dễ chịu lên. Và vì vậy cho nên đời sống của người tu hành là phải làm sao chế biến niệm, chế biến chánh niệm. Nếu không có chánh niệm thì phải chế biến chánh niệm, và dùng cái năng lượng của chánh niệm để mà sống đời sống hàng ngày, để mà tiếp xúc trong tự thân và để tiếp xúc với cái hoàn cảnh xung quanh. Một người tu mà không có niệm thì cũng như là một người đi buôn mà không có vốn. Một nhà văn không có viết, hay là không có máy điện toán, máy vi tính. Một chiến sĩ không có súng. Người tu là phải có chánh niệm. Chánh niệm là cái dụng cụ của người tu. Và vì vậy cho nên trong đời sống hàng ngày của người tu phải chế biến chánh niệm.
chánh niệm ở đâu mà chế biến. Chúng ta biết rằng trong mỗi chúng ta đều có hạt giống của chánh niệm. Và kỳ trước chúng ta đã nói rằng hạt giống chánh niệm đó trong ta tức là Bụt ở trong ta. Khi chúng ta chắp tay chào một người, Sen Búp xin tặng người một vị Bụt tương lai, là chúng ta không hành trì theo một cái lý thuyết, chúng ta hành trì theo một cái thấy, là người kia dù là một em bé cũng có hạt giống của chánh niệm trong lòng. Và chính hạt giống đó là Bụt ở trong người kia. Hạt giống đó cần phải được tiếp xúc và tưới tẩm. Và nếu người đó có cơ hội để cho cái hạt giống chánh niệm trong người đó được tưới tẩm và tiếp xúc, thì hạt giống đó sẽ lớn. Và Đức Bụt ở trong con người đó, nó có một cơ hội. Và khi mà chúng ta chắp tay chào một em bé, Sen Búp xin tặng người, xin tặng em một vị Bụt tương lai, thì chúng ta chỉ làm cái công việc là xác nhận cái thấy đó của chúng ta. Chúng ta xác nhận cái điều đó với ta và với em bé. Đây không phải là vấn đề lễ phép xã giao. Đây là vấn đề mình làm đúng theo cái thấy của mình, rằng trong ta cũng như trong em bé nó có hạt giống của chánh niệm, tức là cái hạt giống của một vị Bụt. Và khi mà chúng ta chào em bé thì chúng ta phải chào với tất cả sự cung kính của chúng ta, phải thấy được cái Phật tính, tức là cái hạt giống chánh niệm nơi em bé. Mà nếu chúng ta không có chào như vậy thì cái hạt giống ở trong ta không có được động tới. Cho nên chắp tay lại chào em bé có chánh niệm, Sen Búp xin tặng em một vị Bụt tương lai, thì chính cái hạt giống chánh niệm trong ta cũng được tiếp xúc và nuôi lớn. Và em bé nếu được chào như vậy với tất cả sự cung kính của một người lớn, thì em bé sẽ lớn lên rất mau. Mình chỉ cần chào em bé như vậy vài tuần lễ là em bé lớn lên rất mau. Em bé không có cảm tưởng mình là một đứa con nít không ra gì cả trong một cái đám người lớn. Họ coi con nít không có kilo nào. Vì vậy cho nên những thiếu nhi về làng nó có một cái đức tự tin, là khi nó được thấy những người lớn, trong đó có cha mẹ nó, chào nó một cách kính cẩn, tức là xác nhận rằng trong nó có cái khả năng có thể tỉnh dậy, có thể làm người, có thể làm thánh, có thể làm Bụt. Chúng ta chế biến cái năng lượng của chánh niệm như thế nào? Làm thế nào để chúng ta có cái năng lượng đó? Bởi vì năng lượng đó là vốn liếng của chúng ta. Chúng ta biết rằng xe hơi ấy, mà nếu không có xăng thì không có chạy được. Và vì vậy cho nên năng lượng mà một chiếc xe hơi cần để có thể chạy là xăng. Nếu không có xăng thì phải làm ra một chất liệu khác như là rượu để mà chạy xe hơi. Hay là phải đốt than đá để chạy xe hơi. Đốt than để chạy xe hơi, đốt củi. Vào những năm 1944-45 ở Việt Nam á, xe hơi chạy bằng than và bằng củi nhiều lắm. Tại vì hồi đó không có nhập cản được dầu xăng. Nếu không có xăng thì chúng ta không có chạy xe hơi được. Và vì vậy cho nên người ta mới làm ra xăng, mới phải chế biến ra xăng, mới phải bơm dầu ở dưới đất lên. Chánh niệm cũng như vậy. Chánh niệm cần thiết cho đời sống của một người tu, tại vì người tu cần tới chánh niệm để làm trí tuệ, để làm từ bi. Và nếu trong đời sống hàng ngày anh không có chế biến chánh niệm
chị không có chế biến chánh niệm, tức là anh không có tu đàng hoàng, chị không có tu đàng hoàng. Tại vì không có năng lượng của chánh niệm thì mình không có làm ăn gì được. Cơ thể của chúng ta cần nhiều thức để có thể sống được. Trong những cái thức đó, chúng ta kể tên dưỡng khí. Dưỡng khí oxygen là một cái chất liệu mà nếu không có thì chúng ta không sống được. Chúng ta biết rằng sự sống là một cái sự đốt cháy. Và vì vậy cho nên muốn đốt cháy thì phải có nhiên liệu. Và muốn đốt cho được thì phải có dưỡng khí. Chúng ta đốt đèn mà không có dưỡng khí thì đèn không có thể nào đỏ được. Những cái tế bào trong ta nó phải được đốt thì nó làm ra sự sống được. Và vì vậy cho nên chúng ta cần dưỡng khí và chúng ta phải thở vào dưỡng khí. Và sự sống cần đến dưỡng khí. Chúng ta biết như vậy cho nên chúng ta phải chế tạo ra dưỡng khí. Mà ai chế tạo ra dưỡng khí cho chúng ta? Chúng ta thấy rằng cây cối nó tạo ra dưỡng khí cho chúng ta. Và vì vậy cho nên cây cối đều là cha mẹ của chúng ta. Và chúng ta phải bảo vệ cây cối. Nhưng mà cây cối cũng phải sử dụng những cái chất liệu khác để mà tạo ra dưỡng khí. Cây cối phải sử dụng những cái chất hơi ở trong không khí. Cây cối phải sử dụng những cái chất nước và chất những cái chất hóa học, những cái chất ở trong đất. Và cây cối phải sử dụng ánh sáng mặt trời để có thể tạo ra cái dưỡng khí cho chúng ta. Và vì vậy cho nên dưỡng khí được làm bằng những cái chất liệu không phải là dưỡng khí. Những chất gas trong không không phải là không khí, không phải là dưỡng khí. Mưa không phải là không khí. Những cái hóa chất trong đất và nước mưa không phải là dưỡng khí. Ánh sáng mặt trời không phải là dưỡng khí, nhưng mà cây đã sử dụng những cái yếu tố không phải dưỡng khí đó để làm dưỡng khí cho chúng ta. Vậy thì chánh niệm là gì? Chánh niệm được chế biến bằng những yếu tố nào? Chúng ta thấy rất rõ, chánh niệm được chế biến bằng những chất liệu không phải là chánh niệm. Và chúng ta phải đạt tới cái nghệ thuật là sử dụng những cái chất liệu không phải là chánh niệm để làm ra cái năng lượng chánh niệm. Chúng ta cần tới năng lượng chánh niệm cũng như chúng ta cần dưỡng khí vậy. Khi chúng ta nâng một cái ly nước lên và uống thì chúng ta có khả năng uống một cách là có ý thức, tức là uống trong chánh niệm. Tôi đang uống nước và tôi biết rằng tôi đang uống nước. Cái tâm của ta hoàn toàn nó trở về giây phút hiện tại, nó trở về cái không gian này. Và chúng ta thấy được rằng chúng ta đang uống nước. Cái đó là uống nước trong chánh niệm có mặt. Và tại sao chúng ta có chánh niệm như vậy? Là tại vì trong ta có hạt giống của chánh niệm và ta đang thực tập chánh niệm. Thì hạt giống của chánh niệm là một điều kiện căn bản, thân nhân duyên. Và cái sự thực tập của chúng ta là một trong những cái tăng thượng duyên, nó làm ra cái năng lượng của chánh niệm. Cái tăng thân đang thực tập xung quanh ta là một trong những tăng thượng duyên khiến chúng ta thực tập uống nước trong chánh niệm. Và vì vậy cho nên chế biến chánh niệm, chúng ta cần phải có những cái điều kiện, những cái nhân duyên. Mà trong đó nhân duyên căn bản là cái hạt giống chánh niệm có trong ta. Bất cứ người nào cũng có cái hạt giống chánh niệm đó, trẻ em hay người lớn, có bằng cấp hay không có bằng cấp, quốc tịch Hoa Kỳ hay là quốc tịch Lào, tất cả chúng ta đều có hạt giống chánh niệm ở trong tâm của chúng ta. Nói rằng Phật tức tâm buộc ở trong lòng là một câu nói rất đơn giản, không phải là triết lý gì cả. Tại vì tất cả đều có hạt giống của chánh niệm.
Mà chúng ta đã học đi học lại rằng hạt giống của chánh niệm mang trong nó năng lượng của hiểu và của thương, tức là của đại trí và của đại bi. Và vì vậy cho nên có hạt giống chánh niệm là chúng ta có tất cả. Mỗi chúng ta phải nắm lấy những cái phương pháp chế tạo chánh niệm. Có thể người bạn cùng tu của chúng ta đang sử dụng những phương pháp khác, nhưng mà chính chúng ta phải có phương pháp riêng của chúng ta, nó có hiệu nghiệm cho cái trường hợp của chúng ta, để chúng ta chế biến chánh niệm. Tại vì chúng ta biết rằng nếu chánh niệm của chúng ta đang ít, đang kém, thì chúng ta phải làm cho cái chánh niệm đó nó hùng hậu thêm, nó giàu có thêm. Và chúng ta làm như vậy bằng cái thực tập hàng ngày của chúng ta. Chúng ta biết rằng chánh niệm không phải chỉ được chế biến trong giờ ngồi thiền, nó được chế biến trong giờ đi thiền hành và trong những cái giờ phút khác của đời sống hàng ngày. Và mỗi người phải nắm cho được những cái phương pháp chế biến chánh niệm của mình, tại vì đó là năng lượng số 1 cần thiết của một người tu. Và chế biến chánh niệm, trong cái quá trình chế biến chánh niệm thì chúng ta trở về cái tâm của chúng ta. Chúng ta tu tập cái tâm của chúng ta. Chúng ta uốn nắn cái tâm của chúng ta. Chúng ta hộ trì cái tâm của chúng ta. Và chúng ta làm cho cái tâm của chúng ta trong suốt và có khả năng chuyển hóa, có khả năng đem lại hạnh phúc cho chúng ta và cho những người xung quanh. Đó là tâm có tu tập mà Bụt đã nói tới trong kinh Tăng Chi. Còn nếu chúng ta không tu tập chánh niệm, tức là chúng ta để tâm như một cái khối nguyên liệu đào ở dưới đất lên mà chúng ta không có luyện, và khối đó nó hoàn toàn vô ích. Chúng ta đào lên một cái những cái chất quặng, trong đó có vàng, nhưng mà nếu chúng ta không có luyện, không có đốt, không có luyện, không có thanh lọc, thì không bao giờ chúng ta có thể lấy vàng ra được từ cái khối quặng đó. Thì cái tâm không tu tập là một khối quặng mà chúng ta không có sử dụng được, nó có thể đem lại nhiều đau khổ. Và vì vậy cho nên cái tâm của chúng ta đó, chúng ta phải tu tập, chúng ta phải uốn nắn, chúng ta phải bảo hộ, chúng ta phải thanh lọc. Cái đó gọi là tu tâm. Tu tâm có nghĩa là thanh lọc tâm, chế biến tâm, bảo hộ tâm. Và chúng ta phải nắm được những cái kỹ thuật làm. Và những kỹ thuật đó được Bụt dạy ở trong kinh Quán Niệm Hơi Thở, ở trong kinh Quán Niệm, tức là kinh Niệm Xứ. Niệm khi mà có mặt, nó chứa đựng trong nó định và tuệ. Dầu định tuệ còn yếu, nhưng mà khi bắt đầu có niệm thì đã có định và có tuệ rồi. Và nếu mà chúng ta duy trì niệm thì trong cái thời gian chúng ta duy trì niệm, định và tuệ nó cũng lớn lên. Ví dụ như là buổi sáng sau khi ngồi thiền, chúng ta đi thiền hành một vòng hay là ba vòng, và đi thiền hành trước hết đó, là ý thức về mỗi bước chân của chúng ta. Bước chân trái chúng ta biết rằng đây là bước chân trái. Bước chân phải ta biết rằng đây là một bước của chân phải. Tức là chúng ta nhận diện đây là bước trái, đây là bước phải. Có thể trong khi bước chân trái thì chúng ta thở vào, và trong khi bước chân phải thì chúng ta thở ra. Chúng ta phối hợp hơi thở với là bước chân.
và chúng ta an trú một cách vững chãi trong cái giờ phút hiện tại, ở đây và bây giờ. Và khi mà chúng ta an trú vững chãi bây giờ và ở đây thì cái sự nhận diện của chúng ta sẽ đưa chúng ta tiếp xúc sâu sắc hơn với cái gì đang có mặt. Ta có thể khi mà thở vào, bước chân trái, chúng ta có thể tiếp xúc một cách sâu sắc với cái sự sống trong giây phút hiện tại. Cái sàn gỗ trước đó có thể là chỉ là sàn gỗ rất là tầm thường, rất là mơ hồ. Nhưng có chánh niệm thì ít ra chúng ta cũng biết được rằng ta đang đặt bàn chân chúng ta trên cái sàn gỗ. Nếu không có chánh niệm bước trên sàn gỗ mà chúng ta có thể tưởng là chúng ta bước ở trong giấc mơ. Và người không tu chánh niệm là những người đi ở trong mơ. Mỗi ngày chúng ta đi trong mơ nhiều lắm. Ta gọi là thủy du hay là mộng du. Đi mà không biết là mình đi. Dẫm chân, đặt chân trên cái mặt đất mà chúng ta không biết là chúng ta dẫm chân trên cái mặt đất. Trái đất rất là màu nhiệm. Mỗi ngày là một cái tặng phẩm của đất trời cho chúng ta để chúng ta sống, mà chúng ta không có thấy được cái màu nhiệm của sự sống. Và thay vì bước đi những bước thảnh thơi màu nhiệm trên trái đất thì chúng ta đi ở trong giấc mơ của chúng ta, gọi là mộng du, somnambulance. Thì cũng vì như vậy cho nên chúng ta mới tập thiền hành. Tập thiền hành là chúng ta đi trong chánh niệm, rời bỏ cõi mộng, và mỗi bước chân chúng ta phải đặt lên trên cái thực tại. Mỗi bước chân đặt trên thực tại, bộ bộ đạp trước thực địa. Đó là một câu thơ của vua Trần Thái Tông. Bộ bộ đạp trước thực địa, tức là bước chân nào của tôi cũng dẫm lên miếng đất của thực tại. Miếng đất của thực tại có nghĩa là không phải thế giới của giấc mơ. Sống không có chánh niệm, tức là chúng ta đi trong giấc mơ. Còn sống chánh niệm, tức là chúng ta đi trong cái thế giới của thực tại, của tỉnh thức. Và vì vậy cho nên khi mà chúng ta thở vào sâu sắc, ta tiếp xúc được với phổi của chúng ta, ta tiếp xúc được với cái sự màu nhiệm của chúng ta. Tại vì cái sự kiện chúng ta đang thở vào là một cái phép lạ. Cái sự kiện chúng ta đang thở vào là một cái phép lạ. Chúng ta hãy tưởng tượng có những người bất tỉnh và ngưng thở. Chúng ta vớt người đó từ dưới sông lên, hay là chúng ta ngồi với người đó ở trong một cái bệnh viện, tim người đó ngừng đập, người đó ngừng thở, và chúng ta làm cái phương pháp hô hấp nhân tạo. Thì cái điều mà chúng ta ao ước là nếu người đó hắt hơi một cái mà thở được vô và thở được ra thì đó là sự sống, đó là phép lạ. Nhưng mà chúng ta lờn rồi, chúng ta đâu có thấy được cái sự kiện đang thở vô và đang thở ra là một phép lạ mồ nhiệm của sự sống. Cho nên chúng ta đau khổ. Cho nên khi mà thở vào có chánh niệm thì chúng ta có thể tiếp xúc được ít nhất là với cái sự kiện là chúng ta đang thở vào, chúng ta đang sống. Respire, tu es vivant. Thở đi, ngươi là một thực tại mồ nhiệm của sự sống. Và chỉ từng đó thôi là đủ đem lại hạnh phúc cho mình rồi, không cần nhiều. Và khi mình bước một bước chân dẫm lên trên sàn gỗ, trước kia là cơn mộng du, ta đâu có biết rằng ta bước trên sàn gỗ
Nhưng bây giờ cái chân nó dẫm tới sàn gỗ, và nếu có chánh niệm, ta có thể tiếp xúc với sàn gỗ một cách rất là sâu sắc. Ta có thể thấy được rằng cái tấm gỗ mà ta đang đặt chân lên đây nó là cây. Một cái cây nó cần phải có 30 năm hay là 40 năm mới làm ra được cái thân gỗ này. Và cái cây đã dùng ánh sáng mặt trời, đã dùng nước mưa, đã dùng những cái chất khoa học ở trong đất, đã dùng những cái yếu tố khác nhau để có thể tự nuôi mình và làm ra được những cái tấm gỗ như thế này mà chúng ta đang dẫm lên. Những đám mây bay trên trời nó có đóng góp vào cái miếng gỗ này. Tại vì nếu không có những cái đám mây trên trời thì làm gì có mưa, và cây rừng không mọc lên được. Vì vậy cho nên bước trên miếng gỗ này có thể giống như ta bước trên mây, tại vì mây nó có mặt ở trong gỗ. Và khi có chánh niệm, chúng ta có thể tiếp xúc được những cái mầu nhiệm nó như vậy. Gỗ không phải là gỗ, gỗ còn là mây, còn là nước, còn là dưỡng khí nữa. Và vì vậy cho nên dẫm trên một miếng gỗ như vậy mà thấy được cái điều đó là cả một cái phép thần thông. Mà không có chánh niệm làm sao ta tiếp xúc được sâu sắc như vậy. Cho nên cái niệm nó giúp ta tiếp xúc một cách sâu sắc với cái gì đang có mặt ở đó, khiến cho chúng ta thấy được những cái điều mà kẻ không có chánh niệm không bao giờ có thể thấy, kẻ mộng du không bao giờ có thể thấy được. Khi mà cái tâm của chúng ta có chánh niệm thì cái tâm của chúng ta nó lắng lại, cái tâm của chúng ta không còn bị khuấy đục nữa. Và khi mà tâm chúng ta lắng lại thì chúng ta thấy được những cái điều mà trước đó chúng ta không thấy. Bởi vì vậy cho nên chánh niệm nó đưa tới chánh định, cái tình trạng lắng trong của tâm. Nhờ cái sự lắng trong đó mà chúng ta có thể thấy được những cái mà trước đó chúng ta không thấy. Tôi xin đọc lại một đoạn nữa trong Kinh Tăng Chi. Này các vị khất sĩ, ví như có một hồ nước dơ bẩn, bị khuấy động, đầy bùn. Đứng ở trên hồ nước, đứng trên bờ hồ có một người có mắt, cố nhìn nhưng không thấy được các con ốc, các con sò, các hòn sạn, các hòn sỏi, các đàn cá bơi qua bơi lại hoặc là đứng yên một chỗ ở dưới hồ. Tại vì sao? Tại vì nước hồ đã bị khuấy đục. Này các vị khất sĩ, khi một người mà tâm bị khuấy đục, thì người đó không thấy được những cái gì có lợi ích cho mình, có lợi ích cho người, có lợi ích cho chính mình và cho người. Vì đó không thấy được những cái cần thiết, nó làm chất liệu của một vị thánh. Là tại vì sao? Tại vì cái tâm của người đó bị khuấy đục. Này các vị khất sĩ, ví dụ như có một hồ nước kia trong sáng, không bị khuấy đục, lặng yên. Trên bờ hồ có một người có mắt, đứng nhìn xuống thì có thể thấy được rõ ràng các con ốc, các con sò, các hòn sạn, các hòn sỏi, và thấy những con cá nó bơi qua, bơi lại hoặc là nó đứng yên một chỗ. Tại vì sao? Tại vì nước trong hồ không bị khuấy đục. Cũng vậy, nếu một vị khất sĩ có tâm lắng trong, không khuấy đục, thì có thể thấy được những gì có lợi ích cho mình, có lợi ích cho người và có lợi ích cho cả hai, và sẽ chứng ngộ được những cái pháp môn, những cái tri kiến
xứng đáng với một bậc giải thoát. Tại sao? Tại vì tâm của người đó không bị khuấy đục, tâm người đó được lặng trong. Có niệm thì chúng ta an trú được ở đây và bây giờ, và niệm sẽ đem tới cái định. Định tức là sự chú tâm vào một đối tượng, sự lắng trong của tâm. Và khi mà tâm chúng ta lắng trong thì chúng ta bắt đầu có thể nhìn thấy được những cái điều mà trước đó chúng ta không có nhìn thấy. Vì vậy cho nên phải chế biến cái năng lượng của chánh niệm. Khi mà chúng ta đi một vòng ở trong thiền đường thì chúng ta làm từng cái bước chân có chánh niệm. Bước trái, bước phải, bước trái, bước phải. Và trong cái giai đoạn đó, chúng ta tu luyện cái tâm của chúng ta. Chúng ta luyện cái tâm của chúng ta. Và chúng ta bước những cái bước cho thật đàng hoàng. Đừng bỏ mất cái bước nào cả. Cái giờ thiền tọa và kinh hành mà hiến tặng cho chúng ta là để chúng ta có cơ hội làm cái đó, để chúng ta có cơ hội luyện cái tâm của chúng ta và làm cho cái hồn nước của chúng ta trong lại. Mà nếu chúng ta không có làm với tất cả cái ý chí, với tất cả cái sự ưa thích của chúng ta, thì cái giờ thiền tọa và kinh hành đó nó là một cái sự uổng phí. Uổng phí cho chúng ta, uổng phí cho tất cả tăng thân. Và khi mà sư chú đi một vòng và trở về tại chỗ cũ, tại cái khởi điểm, thì sư chú biết rằng cái chánh niệm của mình nó vững chãi đến cái mức nào. Tại vì nếu đi một vòng như vậy mà mình an trú được ở trong cái chánh niệm, không có mất bước nào, thì mình biết rằng cái tâm của mình đã được tu luyện khá. Còn nếu đi được tới bước thứ 7, thứ 8 mà tâm nó lạc ra sự suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ chuyện kia, chuyện giặt đồ hay là chuyện nấu cơm chiều cho đại chúng, thì tức là chúng ta đang kém cỏi trong cái sự tu tập của chúng ta. Chúng ta phải thấy được cái điều đó. Đi kinh hành là đi kinh hành. Đơn giản như vậy. Khi mà đi kinh hành, chúng ta chỉ đi kinh hành mà thôi. Chúng ta phải dùng cái thời giờ đó để luyện cái tâm của chúng ta, để chế tạo năng lượng của chánh niệm. Tuy nhiên trong khi đi kinh hành, chúng ta có thể sử dụng những cái bài kệ, ví dụ như là vào, ra, sâu, chậm. Và khi mà chúng ta bước vào, chúng ta bước và chúng ta dùng cái thiền ngữ vào, thì chúng ta thấy rất rõ là đây là hơi thở vào. Chúng ta thực tập theo lời Bụt dạy, tôi đang thở vào và biết rằng tôi đang thở vào. Khi mà chúng ta bước một bước và chúng ta nói ra, tức là chúng ta đang thực tập cái bài của Bụt dạy, tôi đang thở ra và tôi biết ra rằng là tôi đang thở ra. Đó là nhận diện đơn thuần cái hơi thở và bước chân. Sâu, tôi đang thở vào một hơi sâu và tôi biết rằng tôi đang thở vào một hơi sâu. Tôi đang thở ra một hơi chậm và tôi biết rằng tôi đang thở ra một hơi chậm. Thì những cái thiền ngữ đó, những cái tiếng vào ra sâu chậm đó, nó giống như là một cái điểm tựa để cho chúng ta duy trì được cái tâm của chúng ta trong chánh niệm. Cái tiếng sâu đó nó giúp mình thấy được hơi thở của mình đang sâu. Cái tiếng chậm đó nó cho mình biết rằng mình đang thở ra một cách rất là thảnh thơi, nhẹ nhàng, không có gấp rút.
Và những cái tiếng đó nó có nghĩa của nó. Và trong khi mình bước, bước sâu đó, thì mình phải an trú trong cái thấy về sâu. Khi mình bước cái bước chậm đó, thì mình phải an trú trong cái bước về chậm. Ví dụ như là mình bước là núi vững vàng, thì khi thở vào đó, mình dùng chữ hai chữ là núi để làm thiền ngữ. Và khi mà bước như vậy thì mình thấy mình vững chãi như là một trái núi. Mình thấy hình ảnh của trái núi, mình thấy hình ảnh của mình là trái núi, là núi. Và khi mình thở ra, mình đặt một bước chân thì mình đã vững vàng, thì mình thấy cái sự thực là mình đang có cái sự vững chãi, cái sự vững vàng của một trái núi. Hay là hoa tươi mát, thì khi thở vào bước chân trái, mình thấy rõ ràng mình là một bông hoa. Và tùy theo cái định của mình, cái niệm và cái định của mình, mà cái bông hoa đó nó tươi nhiều hay là nó tươi ít. Tại vì con người chúng ta là một bông hoa. Và nếu chúng ta thở hay, chúng ta mỉm cười được, chúng ta có an lạc trong khi mà chúng ta bước cái bước gọi là hoa đó, thì không những cái môi của chúng ta có thể nở ra như một cái đóa hoa, mà tất cả những cái tế bào trong con người chúng ta đều đang cười một lần với ta. Và ta thực là một cái đóa hoa trong lúc đó. Một đóa hoa cắm vào lọ thì cần phải có nước nó mới tươi được. Cái hoa người của chúng ta phải có chánh niệm, phải có hơi thở, phải có sự an lạc thì mới tươi được. Và trong khi bước như vậy, chúng ta nuôi cái thân của chúng ta, chúng ta nuôi cái tâm của chúng ta. Niệm lực nhiều hay ít á, chúng ta biết. Mà niệm lực nhiều thì định lực sẽ nhiều và sự an lạc sẽ nhiều. Khi sư cô đi thiền hành một mình có 15 phút chẳng hạn, thì sư cô có thể làm như thế này. Là ở ngoài sân á, mình tìm một cái vòng, một vòng nhỏ thôi, cái vòng mà mình có thể đi được 3 bài kệ, như là cái bài quay về nương tựa, hải đạo tự thân, chánh niệm là buộc, soi sáng xa gần, hơi thở là pháp, bảo hộ thân tâm, năm uẩn là tăng, phối hợp tinh cần. Cái bài đó. Thì ban đầu sư cô biết là sư cô khởi đi từ cái điểm này, sư cô đi bằng cái bài kệ đó, quay về nương tựa hải đảo tự thân, thì có thể là trong khi thở vào sư cô bước hai bước quay về, trong khi thở ra nương tựa. Thì trong cái thời gian mà mình thở vào thở ra đó thì mình thấy cái sự kiện là mình đang trở về và nương tựa nơi buộc, nơi pháp và nơi tăng, nó có mặt ở trong con người của mình. Quay về nương tựa hải đảo tự thân. Sư cô đi một mình, nhưng mà kỳ thực không có một mình. Tại cái bài kệ đó là buộc, bài kệ đó là thầy đang đi với sư cô. Nếu mà nắm cho vững bài kệ thì bài kệ đó nó đưa, nó là điểm tựa cho mình đi. Giống như là mình qua một cái cầu khỉ bắc qua sông đó, có một cái thành cầu, có một cái tre để mình nắm lấy mình đi. Thì cái bài kệ đó là cái chỗ để mình nương tựa, đừng có đánh mất mình. Quay về nương tựa hải đảo tự thân, đi tới đâu thì cái hình ảnh của cái thiền ngữ nó hiện ra tới đó. Hải đảo tự thân, mình là hải đảo của chính mình phải nương tựa nơi chính mình. Chánh niệm là buộc, soi sáng xa gần. Thì sư cô đi hết một vòng như vậy rồi trở về cái khởi điểm, thì sư cô biết rằng trong cái vòng đi đó chánh niệm mình có được liên tục hay không. Ví dụ như cái bài đó nó được lặp lại 3 lần, đây là lần thứ nhất, đây là lần thứ hai, đây là lần thứ ba.
Nếu đi tới đây mà sư cô, tức là nửa đường mà sư cô đánh mất sự liên tục, tức là sư cô đã nghĩ tới cái chuyện giặt đồ, hay là nghĩ chuyện phải làm cái gì phải làm chiều hôm nay, khi không mà hơi thở là pháp bảo hộ thân tâm, thì mình nói à chiều nay phải gặp Định Nghiêm để hỏi cái thứ là nấu ăn có đủ đồ không, cô Hoa Nghiêm có mua đủ đồ ở trong để trong tủ cho mình không. Thành ra mình bị lạc ra khỏi. Nhưng mà sau đó thì mình biết rằng mình đã lạc ra khỏi, thì mình lập tức trở về. Cái giai đoạn mà trở về này nó tùy thuộc. Và mình biết rằng mình đã thất bại ở chỗ này, rồi mình nắm lấy chánh niệm, mình trở về đây. Trở về đây thì mình biết rằng là trong cái chuyến đi vừa rồi đó, mình có đi lạc một lần. Mình nói rằng kỳ này mình sẽ ráng hơn, mình làm cho được. Và nếu mà cái dục, cái ước muốn của sư cô mạnh, thì sư cô có năng lượng hơn. Và trong cái vòng thứ hai thì sư cô đi suốt một vòng tới đây, sư cô sẽ mỉm cười thấy rằng à, cái vòng này mình hoàn toàn nắm được. Và sư cô có thể đi 3 vòng như vậy, hay là 2 vòng như vậy, tùy theo cái thì giờ sẵn có của mình. Nếu mà không có vòng tròn, nếu cái chỗ mình đi không phải là vòng tròn, thì mình đi đường thẳng. Ở đây là có một cái cây, đây có cái cây, và mình nhắm tới, đi tới cái tảng đá kia, tức là mình thực tập được 3 lần cái bài kệ đó. Bài kệ đó hoặc là bài kệ thở vào thở ra là hoa tươi mát, là núi vững vàng, nước tĩnh lặng chiếu, không gian thanh thản. Thì từ đây sư cô bắt đầu đi, và tới đây thì sư cô biết rằng là mình đã có cái định lực của mình. À, đã giúp cho mình đi suốt cái quãng đường này mà không có bị lạc ra, bị thất niệm. Thì sư cô mới đi trở lui và như vậy. Thì những cái lúc đó là những cái lúc mà mình thực tập chánh niệm, mình điều phục cái tâm mình huấn luyện cái tâm mình. Mình dùng hơi thở, mình dùng bước chân, mình dùng chánh niệm để mà điều phục cái tâm của mình, như là Bụt nói. Mình có thể đi với một người khác, nhưng mà hai người đều làm việc hết, đều làm cái công việc gọi là bảo hộ tâm, tập luyện tâm, gạn lọc tâm. Và mỗi khi mà cái chánh niệm của mình nó hơi lung lay, nó đưa mình, cái tư tưởng nó tới, nó đưa mình ra khỏi, thì là mình trở về. Biết như vậy, đừng có trở về, mỉm cười một cái là trở về lập tức. Khi mà đi tới thì cái đích rồi thì mình quay trở lui, mình mỉm cười với mình nói kỳ này mình phải làm ăn khá hơn, và mình đi trở lại. Thì bất cứ một cái cây nào, một cái cội cây nào, một cái hòn đá nào ở sâm thượng hay là ở sâm hạ đều là cái đạo bạn cho mình hết. Mình phải thực tập trong đời sống hàng ngày của mình. Và cái chuyện mà mình đi 3 vòng hay 5 vòng không có mất chánh niệm là chuyện rất dễ, người nào cũng làm được hết. Tại vì ban đầu mình tưởng là cái chuyện đó mình làm được nó dễ, là mình không làm nữa. Đi 3 vòng rồi 4 vòng mình thấy là mình không bị thất niệm. Cũng như là người lần chuỗi đó, lần được 3-4 tràng mà không có bị thất niệm. Nhưng mà nếu mình thực tập đàng hoàng á, thì cái niệm của mình càng ngày càng mạnh. Và trong những cái bước chân của mình đi, mình khám phá được những cái điều mà lúc bắt đầu thực tập mình không có khám phá ra, mình không thấy được.
Ví dụ như là núi vững vàng, nước tĩnh lặng chiếu. Thì tuy rằng có thể là mình không thất niệm, tại vì cái bài kệ đó nó hướng dẫn mình đi suốt cả cái vòng. Nhưng mà cái hình ảnh nước tĩnh lặng chiếu nó không có được rõ ràng lắm, và nó không có đưa lại cái hạnh phúc lớn lao như là mình mong ước. Tuy rằng mình không có lạc ra khỏi cái bài kệ, không có lạc ra khỏi cái chánh niệm, mình vẫn đi theo bài kệ đó, nhưng mà trong con người mình hình ảnh của nước tĩnh lặng chiếu nó không có rõ ràng. Đôi khi mình chỉ nói nước tĩnh lặng chiếu nó hơi có tính cách máy móc, và như vậy cái phẩm chất của chánh niệm nó chưa được cao. Mà khi mà mình thấy được cái hình ảnh của nước tĩnh lặng chiếu nó ở trong mình, nó la mình đó, thì lúc đó cái sự hoang lạc của mình nó lớn lên rất nhiều. Tại mình đã trở thành nước, mình đã trở thành trong suốt, mình có thể phản chiếu được. Chứ mình không có bằng lòng với cái chuyện phát ngôn ra cái mấy cái chữ đó, nước tĩnh lặng chiếu, không gian thanh thản. Khi mình thấy mình là không gian, mà không gian thật, thì tất cả những cái tế bào ở trong cơ thể của mình đều trở thành không gian hết. Và khi mình bước đi một bước như vậy, mình thấy cái sự thanh thản là cái sự thật nó có mặt trong giây phút hiện tại. Cái an lạc, cái hạnh phúc của mình nó tăng lên gấp trăm, gấp ngàn lần nếu cái chánh niệm nó vững chãi. Chánh niệm vững chãi đem theo định và đem theo cái sự lắng trong mà Bụt đã nói dưới cái hình ảnh của cái hồ nước. Những cái năm đầu mà thầy thực tập cái bài kệ quay về nương tựa đó, thầy chế biến cái bài kệ đó ra để có thể đi vào trong nhiều trường hợp. Thầy xin nói một vài cái kinh nghiệm chia sẻ để quý vị có thể lợi dụng. Khi mình mới bắt đầu thực tập á, thì cái hơi thở của mình nó ngắn hơn, cho nên hơi thở vào chỉ cần hai bước thôi là quay về nương tựa, một bước cho quay và một bước cho về. Quay về nương tựa hải đảo tự thân. Chánh niệm là Bụt soi sáng xa gần. Hơi thở là pháp bảo hộ thân tâm. Năm uẩn là tăng. Phối hợp tinh cần. Thường thường thầy thực tập với cái bài kia là bài thở vào thở ra là hoa thơm mát. Thở vào thở ra là hoa tươi mát, là núi vững vàng, nước tĩnh lặng chiếu, không gian .
Thì ban đầu mình bắt đầu bằng cách thở vào và bước một bước, nói rằng quay về và thở ra, nương tựa, quay về, nương tựa, hải đảo, tự thân. Đó là đi chậm ở trong thiền đường. Còn đi ở ngoài trời thì mình đi mau hơn, quay về, nương, quay về hai bước, thở vào, nương tựa, hai bước thở ra. Một hồi ấy, thì tự nhiên mình thấy rằng hai bước nó hơi thiếu và mình muốn ba bước. Thành ra thầy thêm vào chữ tôi quay về và nương tựa. Là ba bước. Tôi quay về và nương tựa. Nơi hải đảo của tự thân. Chánh niệm ấy tức là Bụt đang soi sáng khắp xa gần. Hơi thở này là chánh pháp đang bảo hộ thân và tâm. Năm uẩn này là tăng thân đang phối hợp rất tinh cần. Thầy là người làm thơ, thành ra rất là dễ. Tự nhiên nó thành ra như vậy, một cách rất là tự nhiên. Và mình cứ theo như vậy. Là ban đầu hai bước, nhưng mà sau đó được nửa vòng á, thì tự nhiên cái phổi của mình nói rằng bây giờ cho ba bước mới khỏe. Tôi quay về và nương tựa nơi hải đảo, là thở vào của tự thân mà thở ra. Chánh niệm ấy là thở vào, chính là Bụt đang soi sáng sắp xa gần. Hơi thở này là chánh pháp đang bảo hộ thân và tâm. Năm uẩn ấy là tăng thân đang phối hợp rất tinh cần, đi rất là khỏe. Tôi thở vào, tôi thở ra là bông hoa. Tôi tươi mát là đỉnh núi. Tôi vững vàng là nước tĩnh. Tôi lặng chiếu là không gian. Tôi thanh thản. Thêm vào một chữ để cho mình có thể thở được dài hơn trong ba bước chân. Và sau đó phổi mình nó muốn thêm một bước nữa. Cái không khí ở ngoài rất rất trong lành và càng thở càng khỏe. Cho nên mình thấy là bốn bước mới có hạnh phúc, hạnh phúc lớn cái lúc đó. Thì lúc đó thì thầy bỏ chữ tôi và chữ và, quay về nương tựa. Thầy góp hết cả bốn chữ vào hơi thở dài, quay về nương tựa là thở vào bốn bước. Rồi đến khi thở ra, hải đảo tự, thường là thầy đi bốn bước. Quay về nương tựa, hải đảo tự thân, chánh niệm là Bụt soi sáng xa gần. Hơi thở là pháp thở vào, bảo hộ thân tâm thở ra. Năm uẩn là tăng thở vào, phối hợp tinh cần thở ra. Thở vào, thở vào. Tới đây thì mình không có được nói thở vào, thở ra, tại vì bốn chữ là thở vào. Thở vào, thở vào. Thở ra, thở ra. Thở vào, thở vào, thở ra, thở ra. Nếu mà sư chú làm máy móc á, thì sư chú có thể quên sư chú đang thở vào mà sư chú đọc là thở ra.
thở vào, thở ra là hoa tươi mát, là núi vững vàng, nước tĩnh lặng chiếu không gian thanh thản. Và không cần nói là nếu mà mình đi mà có chánh niệm, đi mà có chánh niệm và có định, thì cái sự hoang lạc của mình rất lớn. Mình nuôi dưỡng cái thân và cái tâm của mình. Không có ngày nào mà thầy không có thực tập. Nó trở thành ra một cái món ăn hàng ngày mà mình không có thể thiếu. Nếu mình thiếu thì mình không có được hạnh phúc. Vậy thì cái vòng đó đó, mình phải tìm ra cho mình. Mỗi khi mình thực tập, mình ra cái vòng đó, mình biết rằng cái vòng đó là mình đi được mấy bài. Và khi mà trở về cái khởi điểm, mình biết rằng mình vừa đi một cái vòng rất tuyệt diệu, rất là hay. Và mình muốn đi thêm hai vòng nữa trước khi mình đi vô. Nếu không có vòng thì mình có một con đường. Con đường bắt đầu từ cái cây đó và nó chấm dứt ở nơi tảng đá đó. Và tới tảng đó thì mình trở lui. Và mình có thể chọn cái bài kệ mà mình ưa thích. Và sau một thời gian 3-4 tháng, mình có thể bỏ bài kệ đó, mình chọn một bài kệ khác. Tại vì ở đây chúng ta có nhiều bài kệ để thực tập. Và thực tập như vậy, như tôi đã nói nhiều lần, nó đem lại nhiều hoang lạc, nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc. Cố nhiên là những người có gốc Á Châu như là người Hoa, người Việt thực tập rất là dễ, tại vì những cái bài kệ đều được làm bằng những cái tiếng đơn âm monosyllabic. Dịch ra tiếng Anh, tiếng Pháp thì nó khó hơn. Tuy nhiên vẫn có thể làm được. Như là những cái bài in, out, deep, slow, calm, ease, smile, release. Thì thầy ráng thầy làm một chữ để cho họ có thể thực tập được. Present moment, wonderful moment cũng có thể thực tập được. Flower, in, out, flower, fresh, mountain, solid. Thì water, reflecting, space, free. Thì những cái chữ đó mình cũng đặt ra, cũng dịch ra để cho người Tây Phương có thể thực tập được. Cố nhiên ở trong thiền đường thì mình đi rất chậm, và mỗi bước như vậy là một hơi thở. Và mỗi hơi thở như vậy là mình có thể đọc một tiếng hoặc là 4 tiếng. Quay về nương tựa, mình bước một bước. Hai đạo tự thân, mình bước một bước. Còn ở ngoài mình đi quá chậm, nhất là mình đi ở công viên, thì thay vì bước một bước mình được 4 bước. Quay về nương tựa là thở vào. Rồi khi thở ra mình hải đạo tự thân, mình đi một cách rất thản nhiên, rất tự nhiên. Và người ta nhìn vào, người ta thấy, không có thấy mình thực tập. Nhưng mà có thể là cái định lực của mình rất lớn. Mình nhìn cây, nhìn cối, nhìn người mỉm cười, nhưng mà mình hoàn toàn an trú trong định. Firmly established in samadhi, in concentration. Kinh niệm xứ đó, chúng ta có cái nguyên bản bằng tiếng Pali. Chúng ta cũng có bản dịch bằng tiếng Anh. Chúng ta có nguyên bản bằng chữ Hán, mà chúng ta cũng có bản dịch bằng tiếng Việt, bằng tiếng Anh. Kinh niệm xứ là một cái kinh rất là căn bản cho sự thực tập chánh niệm. Nó là pháp bảo. Mình có thể đặt kinh ở trên bàn và mình lạy xuống mỗi ngày 1 triệu lần cũng chưa nói hết được
cái lòng biết ơn của mình đối với cái kinh đó. Kinh đó là một cái pháp bảo rất lớn, mình có thể đánh đổi tất cả để lấy được cái kinh đó. Nhưng mà kinh đó đã được truyền lại sau 2600 năm cùng với kinh Quán Niệm Hơi Thở, buộc dạy rất rõ những cái phương pháp thực tập. Nguyên tên của kinh đó là Niệm Xứ. Niệm Xứ nó có nghĩa là những cái lĩnh vực, những cái đối tượng của chánh niệm. Satipatthana là tiếng Pali. Sati tức là niệm, Patthana tức là xứ. Xứ ở đây nó có nghĩa là cái chỗ, cái lĩnh vực, cái vùng, mà nó cũng có nghĩa là mình trú tại đó. Như tiếng Tàu, cái chữ này mình đọc là xứ cũng được, mà xứ cũng được. Xứ là cái chỗ, nơi chốn, vùng, lĩnh vực. Còn xứ là cái động từ, một cái verb, một cái động từ. Nó có nghĩa là ở nó cái chỗ đó, bám lấy cái vùng đó, an trú nó cái lĩnh vực đó, gọi là xứ. Xứ tức là ở lại đó, không có đi đâu khác. Như là trong cái danh từ xuất xứ, khi mà mình học xong rồi đó, mà mình thi đậu, mình muốn ra làm quan thì gọi là xuất, gọi là xuất sĩ. Xuất sĩ là những người học trò ra làm quan. Còn nếu mình không muốn làm quan, mình ở nhà gọi là xứ sĩ. Xứ sĩ tức là người ở lại đó. Xứ là ở lại đó. Người con gái mà không đi lấy chồng ở lại đó thì gọi là xứ, xứ nữ. Tiếng Phạn là sthana, smriti sthana tức là niệm xứ. Ở đây có nghĩa là cái lĩnh vực, cái đối tượng, cái đối tượng mà chánh niệm nó tới, nó an trú, nó ở lại. Người Tây phương ưa dịch là the four foundations of mindfulness. Đối tượng có thể là dịch là objects of mindfulness. Mình có thể dịch là the four objects of mindfulness, the four foundations of mindfulness, the four area of mindfulness, the four domains of mindfulness. The domain bốn cái lĩnh vực của chánh niệm. Lĩnh vực thứ nhất á là thân.
Lĩnh vực thứ hai là thọ, tức là những cái feelings. Lĩnh vực thứ ba là tâm. Và lĩnh vực thứ tư là pháp. Chánh niệm là cái thứ năng lượng mà khi mà mình chế biến nó ra rồi thì cái năng lượng đó nó sẽ đi tới, nó sẽ ôm lấy những cái lĩnh vực này làm đối tượng của nó. Nó ở lại, nó an trú với những cái đối tượng đó. Thì đối tượng thứ nhất là thân, và đầu tiên là hơi thở. Tại vì ở trong kinh đó, hơi thở được liệt vào cái lĩnh vực của thân. Hơi thở thật ra là một cái cây cầu nó bắt từ thân sang tâm, và vì vậy cho nên nó được trở nên cái đối tượng đầu của quan niệm. Tại vì khi mà mình nắm được hơi thở, tiếp xúc được hơi thở rồi thì mình có liên lạc với thân và với tâm cùng một lúc. Thân và tâm là hai bờ, và đôi khi thân và tâm nó không có đi đôi với nhau. Mà trong cái đời sống của người không có chánh niệm, trong đời sống của người đang trôi lăn ở trong thất niệm, thì thân và tâm thường thường nó không đi đôi với nhau. Và cái sự tu hành trước hết là bắt một cái cầu từ thân qua tâm. Tu là phải dùng tâm. Vì vậy cho nên phải bắt một cái cầu từ thân qua tâm. Và cái cầu đó là hơi thở của chánh niệm. Thì ở giữa thân và tâm nó có hơi thở. Và khi mà mình nắm lấy hơi thở bằng chánh niệm mình thở, thì thân với tâm nó hợp nhất lại. Rất là mầu nhiệm. Và vì vậy cho nên sự sống cũng như là cái định nó có được là khi mà mình thực hiện được cái gọi là thân tâm nhất như. Thân tâm nhất như tức là thân và tâm nó trở về thành một khối, nó đoàn tụ gia đình với nhau. Đó là cái kết quả đầu tiên của sự tu học. Khi mà tâm nó trở về với thân, hai cái nó đoàn tụ, nó hài hòa, và hơi thở làm cái yếu tố đoàn kết hai cái, thì lúc đó mình gọi là mình đạt được cái quả đầu của sự tu học, thân tâm nhất như. Mà cái quả đầu của sự tu học này ai cũng có thể đạt được hết, và có thể ngay trong những phút đầu của sự tu học. Nắm lấy cái hơi thở và thở có chánh niệm, có ý thức, thì tự nhiên thân và tâm nó trở về với nhau. Mình có mặt trong giây phút hiện tại, mình có mặt bây giờ và ở đây. Và vì vậy cho nên hơi thở là cái đối tượng đầu tiên của chánh niệm. Và Bụt đã dạy một cái kinh riêng cho sự thực tập này, gọi là kinh chánh niệm về thở ra và thở vào, Anapanasati Sutta. Kinh đó đã được dịch ra tiếng Anh, tiếng Việt, và đã được chú giải khá kỹ lưỡng. Kinh đó mình cũng có thể để trên bàn mình lại 1 triệu lần mỗi ngày, cũng vẫn chưa có thể nói ra được cái sự biết ơn của mình đối với cái văn bản ngắn mà mầu nhiệm đó. Rồi tới cái cơ thể của mình như là một cái hợp thể, thở vào, thở ra để thấy mình có mặt như là một cơ thể. Thì nhận diện được rằng là cái cơ thể của mình đang ở đó. Tôi đang thở vào và biết rằng cơ thể của tôi ở đó. Chỉ là nhận diện đơn thuần thôi. Tôi đang thở vào và biết rằng tôi đang ngồi ở trong thiền đường này.
tôi đang thở ra và biết rằng tôi có mặt trong thiền đường này. Nhận diện đơn thuần, không xua đuổi mà cũng không ghi chặt. Rồi tới những cái thành phần, những cái bộ phận của cơ thể. Bây giờ trong cái sự thực tập á, thì mình dùng hơi thở vào, hơi thở ra để nhận diện những cái bộ phận ở trong cơ thể, như là tóc trên đầu, như là trán, như là tai, như là mũi, như là miệng, như là não bộ, như là trung khu cảm giác. Thì kỳ trước trong cái bài giảng bằng tiếng Anh, thầy đã có nói là mình dùng cái chánh niệm, mình tiếp xúc với tất cả những cái bộ phận của cơ thể của mình, trong tư thế ngồi hay trong tư thế nằm đều làm được như vậy cả. Và mình có thể làm riêng một mình hay là có một vị ở trong chúng hướng dẫn chúng ta thực tập để chúng ta tiếp xúc những cái bộ phận của cơ thể chúng ta. Trong kinh Niệm Xứ, Bụt dạy rất rõ. Bụt nói một người nông dân đi vào trong kho, lôi ra một cái bao hạt giống và mở túi hạt giống đó để cho những cái hạt giống ở trong cái túi đó nó chảy ra trên sàn nhà, và nhận định rằng đây là hạt bí, đây là hạt bầu, đây là hạt đầu rồng, đây là hạt bắp, đây là hạt mè. Thấy cái gì thì nhận ra cái đó. Thì người mà tu tập chánh niệm cũng vậy. Tiếp xúc với tóc, biết rằng đây là tóc. Tiếp xúc với mắt, biết rằng đây là mắt. Tiếp xúc với phổi, biết rằng đây là phổi. Và ban đầu chúng ta có cảm giác là trò chơi này giống như là trò chơi của con nít. Tại sao chúng ta phải làm như vậy? Nhưng mà nó rất là quan trọng. Có nhiều người trong chúng ta đã chạy trốn cái cơ thể của chúng ta, đã giận hờn, đã thù hận cái cơ thể của chúng ta, đã sợ hãi cơ thể của chúng ta. Có những người họ coi cơ thể của họ như là kẻ thù, như là tù ngục, như là một cái bãi đàm khạc nhổ ra. Có những người họ nghĩ rằng cơ thể là cái nguồn gốc của biết bao nhiêu những cái đen tối, những cái sợ hãi, những cái ham muốn, những cái tội lỗi. Vì vậy cho nên họ muốn chạy trốn. Và trong giới triết học nó cũng có những người như vậy. Và vì vậy cho nên trở về với cơ thể, làm bạn với cơ thể và hòa giải được lại với cơ thể là một trong những cái phương pháp thực tập của chúng ta. Chúng ta phải trở về và chúng ta hòa giải lại được với cơ thể của chúng ta, bắt đầu bằng cách công nhận những cái bộ phận của cơ thể, đem chánh niệm tới tiếp xúc. Và khi mà tiếp xúc những cái cơ thể, những cái bộ phận cơ thể bằng chánh niệm, thì chúng ta đem lại sự an ủi, chúng ta đem lại sự trị liệu cho những cái bộ phận trong cơ thể. Có những người cả đời chỉ chạy theo danh lợi, chạy theo ngũ dục và bỏ bê cơ thể. Không những bỏ bê rồi mà còn đầy ải cơ thể, làm cho cơ thể nó bị bệnh. Có những người nhân danh phục vụ cho tổ quốc, cho nhân loại, cho các loài, nhưng mà đã đầy ải cái thân thể của mình, không có chăm sóc cái thân thể của mình, đã đối xử tàn tệ với thân thể của mình. Thì những lúc này cần phải trở về để mà làm lành với nó, để mà đem cái năng lượng của chánh niệm ôm lấy nó, nâng niu nó, lo lắng cho nó. Và chúng ta biết rằng khi những cái bộ phận của cơ thể mà được chánh niệm tiếp xúc tới thì chúng nó cảm thấy rất được an ủi. Tại vì trong chánh niệm nó có sự chú ý đã đành rồi, nhưng mà nó có
cái tiềm lực của hiểu biết và của thương yêu ở trong. Khi mình thương thì mình phải chú ý tới. Nói thương mà không có chú ý tới là nói một cách suông nhạt, không có ích lợi. Thương thì phải chú ý, mà chú ý đó là chánh niệm. Nếu thương mà không chú ý thì người thương sẽ chết dần, chết mòn. Nó có nghĩa là không có thương gì cả. Cái lòng ưu ái của chúng ta đối với một người hay là đối với một cái cây hay một con thú, nó phải được phát hiện ra, thực hiện bằng cái sự chú ý, cái chánh niệm. Tôi biết anh có đó, tôi biết anh đang khổ, vì vậy cho nên tôi có mặt ở đây. Thì tuy nhiên chưa làm gì hết, mà cái đối tượng của chánh niệm đã cảm thấy nhẹ bớt, an ủi rồi. Thì những bộ phận cơ thể của mình cũng như vậy. Tim mình, gan mình, ruột mình đang cần tới mình, đang cần sự ưu ái của mình, đang cần chánh niệm của mình. Cố nhiên là chúng sanh đang cần mình, nhưng mà bao tử của mình, ruột của mình cũng đang cần mình. Ban đầu là sự chú ý và sự nhận diện đơn thuần, nhưng càng ngày chánh niệm càng lớn và mình bắt đầu nhìn thấy sâu ở trong mọi cái bộ phận của cơ thể đó. Ví dụ như khi mà chúng ta để ý tới tóc chúng ta, người xuất gia rồi thì tóc còn rất ít, nhưng mà chúng ta vẫn biết rằng tóc chúng ta đang còn xanh, đang thuộc về xanh, hay là tóc chúng ta đã muối tiêu. Thì cái thấy đó nó cũng có ích lợi cho sự tu tập của chúng ta. Nếu chúng ta còn trẻ thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta không nên để tuổi trẻ nó đi qua một cách oan uổng. Nếu chúng ta thấy tóc chúng ta đã có hai màu, chúng ta biết rằng tuổi trẻ đã sắp qua rồi, chúng ta phải sống cho thật đàng hoàng. Những cái ngày tháng còn lại phải tu tập cho đàng hoàng. Thì những cái thấy đó nó đem lại rất nhiều lợi ích. Và một sợi tóc theo giáo lý của Bụt nó có chứa đựng cả vũ trụ, cả pháp giới ở trong đó. Trong một cái sợi tóc nó có đủ những cái dữ kiện, những cái information, những cái data về vũ trụ vạn hữu. Và hiểu biết, quán chiếu được và thấy được cái tự tánh của một sợi tóc là cũng có thể thấy được cái tự tánh của toàn thể vũ trụ. Một hạt bụi nó chứa đựng trong đó tất cả những cái dữ kiện, những cái data về vũ trụ. Nếu chúng ta hiểu được cái bản chất của một hạt bụi là chúng ta có thể hiểu được bản chất của toàn thể vũ trụ. Hiện bây giờ các nhà khoa học họ nghĩ như vậy đó. Họ đang ở trên con đường đi tìm cái bản chất của một hạt bụi. Và có hàng ngàn khoa học gia mỗi ngày làm việc rất là chuyên chú để tìm hiểu về một hạt bụi. Thì khi mà chúng ta quán chiếu về một sợi tóc hay là một cái móng tay thì chúng ta cũng làm cái đó. Chúng ta không dùng những cái dụng cụ khoa học, nhưng mà chúng ta dùng chánh niệm. Và khi mà chúng ta quán chiếu một sợi tóc hay là một cái móng tay mà chúng ta thấy được cái tự tánh duyên khởi, trùng trùng duyên khởi, tự tánh vô thường vô ngã của nó, thì chúng ta cũng có thể thấy được cái tự tánh của toàn thể pháp giới. Do đó cho nên ban đầu nhận diện đây là tóc. Tóc bây giờ đang xanh, tóc bây giờ đã tiêu muối. Rồi chúng ta đi sang con mắt, đây là mắt. Hai con mắt này còn sáng, hai con mắt này chưa cần phải đeo kính lão. Nhưng mà từ từ chánh niệm càng lớn thì sự tiếp xúc càng sâu sắc. Và nhờ cái sự tiếp xúc càng sâu sắc cho nên ta thấy được cái tự tánh, cái chiều sâu của mọi pháp. Và thấy được cái chiều sâu của một pháp là có thể thấy được cái chiều sâu của tất cả các pháp. Vì vậy cho nên ban đầu chúng ta thấy như là một trò chơi trẻ con. Nhưng mà kỳ thực tất cả công phu đều được dựa trên cái pháp tu đó, gọi là nhận diện đơn thuần.
đây là hạt mè, đây là hạt đậu, đây là hạt bắp. Đó là bước đầu của chánh niệm. Tiếp đến là những cái yếu tố nó làm ra cơ thể, gọi là tứ đại. Tôi đang thở vào và thấy đất trong tôi. Đất là một trong bốn đại của Buddha. Đất nó tượng trưng cho vật chất có tính cách chướng ngại. Cố nhiên là đất có ở ngoài ta, nhưng mà đất có trong ta. Trong ta có yếu tố đất, và ta phải thấy được cái yếu tố đất trong ta. Điều này cũng dễ thôi. Chỉ cần không có tắm được chừng 5-6 ngày, đụng vào chỗ nào nó cũng ra đất hết. Rồi chúng ta sẽ thấy rằng đất ở ngoài ta cũng có mặt, như là đất ở trong ta. Và chúng ta sẽ từ từ sẽ thấy rằng ta có ở trong đất. Đất có ở trong ta thì có nghĩa là ta có trong đất. Mà không những ta có trong đất ở trong, mà ta có ở trong đất ngoài thân. Cũng như một đợt sóng, nó thấy nước ở trong nó. Nó được làm bằng nước. Những đợt sóng đó nếu quán chiếu thì cũng thấy được nước nó ở cái đợt sóng bên cạnh. Nó là sự chỉ. Mình có mặt trong mình, nhưng mà mình có mặt trong sự chỉ. Mình có mặt ở trong mình là sứ em, nhưng mình có mặt ở trong sứ anh luôn. Thì ban đầu nó rất đơn giản. Tôi thở vào và tôi thấy được, tôi tiếp xúc được với yếu tố đất trong tôi. Rồi từ từ mình thở ra, mình thấy được, mình tiếp xúc được với yếu tố đất ngoài tôi, ở trong sứ anh của tôi, trong sứ chỉ của tôi. Và mình thoát ra được cái ranh giới của ngã là nhờ những cái đó. Và mình sẽ không sợ chết nữa. Là tại vì mình đâu phải chỉ ở trong, mình ở ngoài, mình ở trên, mình ở dưới. Tứ đại là đất, nước, lửa và gió. Là Mahabhuta. Đây là cái quan niệm của Ấn Độ về vật chất, về sự sống. Ở bên Tàu thì có ngũ hành, tức là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mình có thể nói tôi thở vào và thấy yếu tố của kim ở trong tôi. Tôi đang thở ra và thấy yếu tố mộc ở trong tôi. Rau của mình ăn là mộc. Tôi đang thở vào và thấy yếu tố nước trong tôi. Tôi đang thở ra và thấy yếu tố lửa trong tôi. Lửa tức là sức nóng. Nếu không có sức nóng thì không có sự sống. Sự sống là một cái quá trình đốt cháy. Và vì vậy cho nên không có lửa là không có sự sống. Gió đây tức là không khí. Không khí chuyển động hay là không chuyển động. Tôi đang thở vào và thấy yếu tố gió trong tôi. Tôi đang thở ra và thấy yếu tố gió trong tôi. Đó là nhận diện đơn thuần. Nhưng mình thấy ở trong cái sự nhận diện đơn thuần đó đã có sự quán chiếu, đã thấy được những cái mà mình cần phải thấy. Đó là trạch pháp. Trạch pháp tức là thấy được, phân biệt được, nhận diện được cái sự có mặt và cái bản chất của những cái đang có mặt. Cái bản chất của thân thể là tứ đại. Và nếu mình thay tứ đại bằng ngũ hành thì cũng được. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Và thay tứ đại bằng ngũ hành cũng hay. Là chỗ là ngũ hành nó đi đôi với năm cái bộ phận cơ quan chính của cơ thể. Là tâm, can, tỳ, phế, thận. Tỳ nó thuộc về thổ. Tỳ nó thuộc về thổ là đất,
là tại vì tất cả các cây cối đều từ đất mà sinh trưởng. Nếu đất xấu, đất hư thì cây cối sẽ chết. Cho nên cái tỳ của mình, cái ruột của mình phải chăm sóc. Nó là đứng về cái địa vị trung ương trong ngũ hành. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thổ nó nằm giữa. Rồi tiếp đến là những cái tư thế của thân thể. Khi mình ngồi thì mình biết rằng cái thân thể của mình đang ở tư thế ngồi. Và chúng ta ngồi một cách rất là đẹp. Nó nằm trong thi ca. Chánh thân đoan tọa, đơn nguyện chúng sanh tọa bồ đề tòa, tâm vô sở trước. Ngồi đây, ngồi cội bồ đề, vững thân chánh niệm, không hề lãng sao. Ngồi như một bài thơ. Và trong cái thiền môn á, cái gì nó cũng được hướng dẫn bởi thơ. Thi kệ, các thiền sư ngày xưa người nào cũng làm thơ. Và nếu cần phải truyền đăng cho đệ tử cũng truyền bằng bài thơ. Thành là thi ca với thiền là hai cái nó đi đôi với nhau từ ngàn xưa. Cũng như trà, người nào muốn làm thiền sư tập uống trà, thiền trà. Thì khi mà chúng ta ngồi, chúng ta biết rằng chúng ta đang ở trong tư thế ngồi. Mà không những biết như vậy mà biết trong cái đẹp của nó. Những cái bài thi kệ để dùng để ngồi nó chứng tỏ rằng là chúng ta sống trong cái đẹp của thực tài. Mà thi ca, thi kệ là đưa chúng ta về tiếp xúc với những cái màu nhiệm của thực tài. Ngồi có thể là rất đẹp. Ngồi có thể là tỏa chiếu cái sự vững vàng, cái sự an lạc, cái sự vững chãi của mình. Khi đi thì mình biết là mình đi. Đi đâu thì biết là mình đang đi đâu. Đi chân trái biết là đi chân trái. Đi chân phải là biết là đi chân phải. Nghĩa là mình không có mộng du. Túy sinh mộng tử là cái danh từ Hán, là sống thì say, mà chết thì mộng. Sống say chết mộng. Đó là cái cách của hầu hết người đời. Sống như ngày say mà chết ở trong mộng. Chưa bao giờ có sự tỉnh thức. Cho nên đạo buộc là đạo tỉnh thức. Bút là động từ tiếng Phạn. Bút có nghĩa là thức dậy. Buddha là người đã thức dậy. Và chánh niệm là sự thức dậy. Ngồi biết là mình ngồi, tức là thức rồi. Đi biết là mình đi. Đứng biết là mình đứng. Nằm biết là mình nằm. Đi đứng nằm ngồi là những cái tư thế của thân thể. Khi mình cong lưng xuống, mình lượm một cái bút, mình biết rằng mình đang cong lưng xuống để mà lượm cái bút. Và cái sự thực tập đó nó càng ngày nó càng sâu sắc hơn. Khi mình muốn cúi xuống để lượm cái bút đó, thì mình biết rằng trong tâm của mình nó có cái ý muốn để mà cúi xuống. Thì nhận diện cái muốn là nó thuộc về cái lĩnh vực thứ hai. Lĩnh vực thứ ba là dục. Mình đang ở trong lĩnh vực thứ nhất, mình không có nói tới cái đó. Nhưng mà theo nguyên tắc thực tập chánh niệm là khi muốn cúi xuống để lượm cái bút thì mình phải nhận diện rằng ở trong tôi có cái muốn. Rồi thì lúc đó mình cúi xuống. Rồi đang lượm cái bút, mình biết rằng mình đang lượm cái bút ở dưới đất lên. Đó là chánh niệm. Cái phần thứ nhất á là chánh niệm về một cái tâm hành gọi là dục.
Phần thứ hai là chánh niệm về một cái tư thế gọi là cúi xuống. Thành ra người tu có chánh niệm là cúi xuống, ngẩng lên, đưa tay lên, bỏ tay xuống, đều làm trong chánh niệm cả. Trong những khóa tu Vipassana đó, thì người ta làm kỹ lắm. Họ đi thì họ nói này, đưa lên này, dỡ lên này, đưa tới này, đặt xuống, dỡ lên này, đưa tới, đặt xuống, dỡ lên, đưa tới, đặt xuống. Đó là cái quyết tâm muốn có chánh niệm về tất cả mọi động tác của cơ thể. Nhưng mà đôi khi họ làm quá, overdo. Thành là người nào người đó giống như là cái robot, cái máy dỡ lên, đưa tới, đặt xuống, dỡ lên, đưa tới, đặt xuống, dỡ lên, đưa tới, đặt xuống. Chúng ta có một cái chị tiếp hiện tên là Trân Hòa, Evelyn người Hòa Lan. Chị thực tập ở đây 6 tháng rồi chị đi sang Mỹ, rồi chị đi vào một cái trung tâm tu Vipassana. Chị thấy rằng ở trong đó người ta cũng tu chánh niệm. Đi biết là đi, đứng biết là đứng, ngồi biết là ngồi, nằm biết là nằm. Nhưng mà tại sao hai bên đều tu chánh niệm cả? Mà nó có cái sự khác lạ vô cùng mà chị ta không có tìm ra được. Cũng có chánh niệm về những cái động tác của cơ thể, cũng có bộ phận, có chánh niệm về những cái bộ phận của cơ thể, mà chị ta ở đó mấy tháng trời mà không có tìm ra tại sao ở đây họ cũng làm giống hệt như là Hồng, nhưng mà tại sao có một cái gì rất là khác tìm không ra được. Thành ra sau đó chị mới khám phá ra rằng cái khác là Lăng Hồng nó có sự sống. Tức là mình không có để cho sự thực tập biến mình thành ra một cái cơ giới. Thành ra mình đi có chánh niệm về từng bước đi, nhưng mà mình cho phép sự sống có mặt, cho phép niềm vui có mặt, cho phép nụ cười có mặt. Ở bên kia anh đâu được cười, anh đâu được vui. Ta sợ cười lắm, ta sợ vui lắm, ta sợ hạnh phúc lắm. Mà cái chuyện sợ cười, sợ vui, sợ hạnh phúc á, nó có ở nhiều trung tâm. Anh tu mà anh cười á, anh không có serious. Tu gì mà cười, tu gì mà vui. Có một bữa thầy ở Thái Lan, thầy ăn cơm với mấy thầy ở Thái Lan. Bữa đó thí chủ là một giáo sư trường đại học Chulalongkorn. Ông cũng cúng dường xôi ăn với xoài, xoài chín rất là thơm, và chỉ ăn với xôi thôi, xôi trắng thôi, rất là ngon. Nó thấy ăn rất chánh niệm, lần đầu tiên ăn xôi với xoài. Và thầy nói, ngon quá. Sau khi nói xong, thầy có chánh niệm, ý thức được rằng là các thầy Nam Tông không bao giờ khen ngon hết. Không bao giờ được khen ngon. Không bao giờ được nói ngon, được nói dở gì hết. Không biết ở trong lòng có tự cho phép mình hưởng cái ngon hay không? Hay là dằn xuống nói ngon nhưng mà không có được thấy hạnh phúc, không có được thấy ngon. Đừng có nói gì là phải nói lên ngon quá. Đôi khi ngon nhưng mà mình phải đè nén xuống, nó không có được thấy cái này là ngon, cái này là bất tỉnh. Tại vì chỉ mấy giờ đồng hồ sau là nó thành ra một cái chất rất hôi. Sau khi nhai nuốt vô, ửa ra cái là đã thấy không muốn nữa. Và đừng, quý vị đừng có cười cho là cái chuyện không quan trọng, là tại vì có rất nhiều nơi đang thực tập như vậy, không cho phép sự sống có mặt, không cho phép
hạnh phúc có mặt, không trong phép nụ cười có mặt. Cho nên Evelyn đi vào trong đó tu thấy đúng là tu chánh niệm, nhưng mà tại sao không có sự sống, không có nụ cười. Và sau đó thì cô ta trở về tu viện Ngâm Sơn và viết cho thầy một cái thơ. Thành ra mình có thể được, mình có thể thực tập trong một cái khóa tu chánh niệm, mình có thể phát khởi chánh niệm về tất cả mọi cái động tác của cơ thể. Mình có thể nói rằng dỡ lên này ha, đưa tới này ha, đặt xuống, dỡ lên, đưa tới, đặt xuống. Mình có thể làm giống hệt như ở trong một cái trung tâm Vipassana. Nhưng mà cái điều thầy căn dặn là trong khi dỡ lên phải có sự sống, trong khi đưa tới phải có sự sống, khi mà đặt chân xuống phải có sự sống, phải có cái sự an, phải có lạc, an và lạc, phải có nụ cười. Nếu không thì cái sự thực tập của mình sẽ không đem tới kết quả. Có những trung tâm Miến Điện, Thái Lan thực tập rất là khắc khe. Và muốn thực tập cho thật vững chãi thì những cái động tác của mình nó trở thành rất là chậm. Ví dụ như lấy cái bút á, thì ban đầu phải nói rằng tôi có ý muốn lấy bút bút này, tôi đang đưa tay lên này, tay tôi gần tới rồi này, bây giờ hai ngón đang cầm lên này, đem lên như thế này đó. Đúng, đúng là có chánh niệm, mình có thể làm như vậy. Nhưng mà mình phải làm thế nào để cho trong đó nó có sự sống, nó trở thành ra động tác chậm, slow motion. Cố nhiên là khi nào mà mình làm một cái gì có chánh niệm thì tự nhiên là nó phải chậm lại. Nhưng mà tại vì mình không có muốn phân biệt đây là thực tập, đây là không thực tập. Cái phương pháp thực tập của mình là đời sống hàng ngày, cho nên mình chỉ chậm đủ để có chánh niệm thôi, chứ không chậm quá đến nỗi thành ra một cái sự mất tự nhiên. Hồi nãy mình nói đi thiền hành theo cái bài quay về nương tựa đó, mình đi ở trong thiền đường thì không sao, đi chậm từng bước rờ thì không sao hết, tại vì toàn là anh em chị em, không có sao hết. Nhưng mà đi vào trong công viên Luxembourg ở Paris mà đi như vậy, chắc người ta tưởng mình ở trên mặt trăng mới xuống, hoặc là trong trại học tập cải tạo mới ra. Thành ra mình phải đi tự nhiên, quay về nương tựa. Và mình phải làm thế nào để cho sự sống nó có mặt trong sự thực tập của mình? Theo thầy là khi mình sống có chánh niệm, tự nhiên mình sẽ chậm lại. Nhưng mà chậm lại đến cái mức đẹp thôi, chứ nó không có biến thành cái mức kỳ cục. Có thể là trong một cái vài bài tập đầu thì mình phải làm thật chậm để cho những cái thiền sinh mới học biết. Tôi có ý muốn cầm cái bút lên này, tôi biết cái ý muốn đó. Bắt đầu tôi đưa tay lên này, tay tôi đang ở trên con đường đi tới với cái bút này. Tay tôi động tới cái bút này, hai ngón tay cầm lên, đây cái bút nó được tay tôi đưa lên. Có thể là bài tập đầu tiên mình dạy cho thiền sinh là nó như vậy, để cho cái người thiền sinh đó có thể làm được. Nhưng mà sau đó thì mình phải tập, mình phải tập cái hành động đó một cách tự nhiên. Có sao đâu, nó cũng có cái nội dung như vậy, nhưng mà nó có sự tự nhiên, nó có cái sự sống, nó có cái nụ cười. Chúng ta có nhiều giáo thọ đã từng tu học và đã từng dạy ở trong cái truyền thống Vipassana, và những vị giáo thọ đó đã tới thụ giáo ở đây, đã tiếp thu cái tinh hoa của phương pháp chúng ta và đã về, tuy là không có bỏ cái phương pháp Vipassana nhưng mà đã đưa cái phương pháp thực tập chánh niệm đi vào.
Ví dụ như là anh Christopher Reed ở miền Nam Cali, hay là anh Larry Rosenberg tên là Chân gì á, Chân Tịnh, Chân Tịnh, là những người mà đã tiếp thu hai cái truyền thống, một cái truyền thống Nam Tông và một truyền thống thiền của Việt Nam. Và cũng giống như là sư cô Diane đã học ở bên Nhật rồi, nhưng mà được qua thọ giáo bên này 4 năm tháng và đã tiếp thu được cái phương pháp và mỉm cười và sự sống ở bên này, cho nên về Mỹ đã mở thiền viện và đã phối hợp cái phương pháp session của Nhật Bản với là cái phương pháp chánh niệm mà nụ cười thiền hành của Lăng Hồng. Và trong mười mấy năm nay thì cái khung cảnh của sự thực tập ở Tây Phương nó có thay đổi, là cũng tại vì có sự can thiệp của chúng ta. Trong cái sự thực tập của chúng ta, chúng ta làm cho sự sống có mặt. Bởi vì vậy cho nên khi mà chúng ta đang đi thiền hành mà gặp một người đạo hữu, một người anh, một người chị, một người em đi tới, thì chúng ta không cần phải tránh sang một bên. Tại vì tôi đang thiền hành cho nên tôi không thể gặp anh được, anh đi xe sang một bên. Chúng ta không nói như vậy. Chúng ta dừng lại và chúng ta mỉm cười. Chúng ta thực tập sen búp xin tặng người một vị buộc tương lai. Tại vì khi chúng ta thực tập như vậy thì thực tập đó cũng là chánh niệm. Gặp một em bé cũng vậy. Có những cái trung tâm mà người thực tập á, nhận định cái người có mặt hay là bên mình là một cái trở ngại cho sự thực tập. Nhưng mà đối với chúng ta thì cái người kia lại là một cơ hội để chúng ta thực tập. Tại sao không có dừng lại một chút? Tại sao không sen búp xin tặng người? Tại sao không nhìn vào mắt người đó và mỉm cười? Đó là một cái sự thực tập. Sau khi nói về tư thế rồi thì chúng ta nói về động tác. Những tư thế của thân ta phải có chánh niệm, và những cái động tác của thân ta phải có chánh niệm. Chúng ta đang làm gì thì chúng ta có ý thức về cái động tác đó của chúng ta. Ở trong Trung A Hàm cũng như là trong Trung Bộ, kinh Trung Bộ nó có một cái kinh gọi là kinh thân hành niệm, chỉ nói về chánh niệm về thân thôi. Đó là sự thực tập của Bụt, đó là sự thực tập của các thầy, các sư cô trong giáo đoàn Nguyên Thủy. Và vì vậy cho nên những kinh này rất là căn bản, chúng ta không thể không học và không tập theo được. Kinh Quán Niệm Hơi Thở cũng như kinh Niệm Xứ là những kinh mà bất cứ một người xuất gia nào cũng đều phải học thuộc, đều phải biết cái phương pháp đem ra áp dụng trong đời sống hàng ngày và chia sẻ với giới cư sĩ, giới tại gia. Ở Việt Nam, các chùa chúng ta học những kinh lớn như là kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Duy Ma Cật. Chúng ta nói giáo pháp rất là trôi chảy, thao thao bất tuyệt, nhưng mà chúng ta không có học những cái kinh căn bản này, kinh Niệm Xứ và kinh Quán Niệm Hơi Thở, thì chúng ta phải sửa chữa lại cái khuyết điểm đó. Ngày xưa vào thế kỷ thứ 3, kinh Quán Niệm Hơi Thở đã có mặt tại Việt Nam, thiền sư Tăng Hội đã chú giải, đã viết tựa và kinh đã được lưu hành ở Việt Nam. Nhưng mà có rất nhiều, trong rất nhiều thế kỷ, nhiều vị xuất gia, nhiều vị xuất gia bên nam và bên nữ
không có được học những cái kinh đó, không có được thực tập những kinh đó, trong khi đó là những cái kinh gối đầu giường của những người xuất gia. Ở các nước như là Tích Lan á, kinh niệm xứ là kinh mà người ta đọc cho những người đang hấp hối, cả đời không tu, hấp hối rồi á, thì mới biết rằng mình cần phải tu, cho nên tu được vài giờ đồng hồ trước khi chết cũng đỡ. Cái hạt giống đó nó có trong tất cả chúng ta, nghĩa là chúng ta có cái cơ hội, có cái điều kiện để tu. Chúng ta chưa tu đâu, chúng ta học để dành đó, để khi nào thất điên bát đảo rồi, gần chết rồi thì chúng ta mới hãy tu. Bụt cũng thấy điều đó, Bụt cũng chắc lưỡi, nhưng Bụt đâu có làm gì được đâu, Bụt đâu có tu thay được cho mình. Chủ nhật này thì chúng ta sẽ đi sang cái lĩnh vực thứ hai, tức là lĩnh vực của thọ, chánh niệm về những cảm thọ. Trong khi đó thì quý vị có thể đọc thêm kinh, tìm hiểu thêm về những chi tiết thực tập đối với thân hành niệm, tức là có chánh niệm về thân hành.